Vâng, thưa quý vị, hôm nay xin chúng xin kể cho quý vị về một câu chuyện ở một gia đình của một cái nhân vật mà Xuân Dũng đã từng đến đây ghi hình đưa lên cho quý vị xem. Chuyện kể rằng là trước đây ngay tại địa phương này có một cái khúc cây gỗ trôi dạt về cái ngã ba sông. Điều kỳ lạ là khúc gỗ đó nó cứ ở ngã ba, cho dù nước lên hay nước xuống mà nó không trôi dạt đi đâu hết. Người dân thấy vậy nên gọi đó là ống gỗ. Tuy nhiên thì người dân ngày càng mê tín hơn, khi mà con cháu nóng ho sốt thường hay ra ống gỗ cầu khấn rồi cào một ít gỗ ở thân cây về đem cho con cháu uống. Và điều bất ngờ thì bệnh tật của các cháu nó cũng được thuyên giảm. Thấy người dân thì quá mê tín nên có một anh công an xã muốn dẹp bỏ ống gỗ để bớt cho người dân bớt mê tín, thì ông đã lấy súng ra bắn vào ống gỗ. Điều kỳ lạ thì hai phát súng đầu tiên thì đạn lép, đến phát súng thứ ba thì trúng vào khúc cây. Sau đó thì ông cùng với các anh công an xã khác xuống sông vớt những cái khúc khúc cây gỗ đó lên làm củi. Và điều kỳ lạ thì bi kịch xảy ra đối với gia đình người công an bắn súng. Đầu tiên thì ông bị phát bệnh tâm thần, được gia đình đưa chữa trị mãi mà không qua, không hết, nên đã qua đời. Người con trai lớn của ông thì đột tử trong một giấc ngủ. Và người vợ của ông thì bị bệnh tai biến. Còn người con trai út của ông đang là một thợ mộc rất giỏi, bỗng nhiên đổ bệnh tâm thần. Vâng, và hiện tại cậu con trai út đó đang sống với mẹ và anh có tên là Hải. Điều kỳ lạ là anh Hải này rất là thích trữ nước và rất quý nước, mà nước ở dưới dòng sông ngay chỗ mà có cái khúc cây mà ngày xưa đó quý vị. Bà con hàng xóm đồn rằng anh này đang bị gánh nghiệp. Và sau đây thì Xuân Dũng mời cả nhà cùng Xuân Dũng đến thăm anh Hải và người mẹ của mình nhé. Hello, xin chào cả nhà. Chào thân thiết quý vị. Chào mừng quý vị đang quay trở lại với kênh YouTube Tin Nóng Từ Dân. Thưa cả nhà, thưa quý vị, hôm nay Xuân Dũng quay trở lại với xã Mỹ Long của huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang. Ở nơi đây có một cái hoàn cảnh cũng vô cùng đáng thương và tội nghiệp. Và Xuân Dũng cũng đã đưa câu chuyện này lên khá lâu. Cũng đã được một số mạnh thường quân quan tâm và giúp đỡ. Hôm nay Dũng quay trở lại đây để trao duyên cho cái số tiền của cô Trương Thị Kim Hoa ở Mỹ. Cô sau khi xem câu chuyện này thì cô đã gửi về cho Xuân Dũng 100 đô la và nhờ Xuân Dũng đưa đến đây. Thưa quý vị, hôm nay thì tiền đô la Xuân Dũng đổi ra là được 2 triệu 310 ngàn đồng. Vì bây giờ Xuân Dũng mời quý vị cùng theo chân Xuân Dũng vào thăm lại cái gia đình này nhé. Thì thưa quý vị, gia đình này thì như thế này. Hiện tại trong ngôi nhà này đang còn dang dở nhà, cái cửa mà vẫn chưa có để mà làm cái cửa đây quý vị. Thì ở nơi đây thì có một người mẹ đang bị bệnh tai biến và nuôi một người con bị bệnh tâm thần. Anh bị tâm thần nhưng mà rất là hiền quý vị ạ. Khác với những người bị bệnh tâm thần khác thì anh không phải là để như mọi người mà anh phải bị phải phải xiềng xích lại. Lý do xiềng xích thì lát nữa đây chúng ta hãy vào và nghe anh kể chuyện quý vị nhé. Rất là đáng thương. Hello, hello. Hello anh Hải đẹp trai. Như ai anh nè? Hả? Tên gì? Dũng. Rồi, giỏi quá. Đây, chào cô nhé. Đây, cô thì bị tai biến. Tai biến nhưng mà tai biến gọi là cũng tai biến nhẹ thôi. Cũng do trời tối quá cả nhà. Bật đèn flash lên thì nó đấy. Cúp điện coi. Dạ bị cúp điện. Đây cả nhà đang thấy cái chân của anh Hải đang bị xích vậy đây. Nãy sinh năm mấy ta? 76 là tuổi con gì? Con gì? Gắn. Bảy. 76 đâu phải con rắn.
con rắn mà Bính Bính Thìn anh hai chết rồi, đuổi con mèo, con đuổi con rắn. 76 là Bính Thìn. Bính Thìn là con Thìn là gì? Năm 1976 á. À, 76 là Bính Thìn. Bính Thìn là tuổi con À, rồng. Rồng. thì nghe má nói tụi con rắn, con đuổi con rắn không má? Yeah. Cô ngồi xuống đây luôn nha, con hỏi chuyện luôn. Dạ, chúc trao tiền luôn. Giờ 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 anh Hải là tuổi con gì? Rắn á, chứ phải con rồng. Mình tại ông bên năm Rắn là 77. là Rắn là tuổi 77, Tỵ. Ừ, 77. nghe lộn. Nghe lộn. Đậu rắn nuôi rồng vậy coi À, em. anh Hải bị bệnh gì á? Tâm thần gì? Tâm thần gì nói? Nói như hôm bữa nói gì, tâm thần gì ta? Tâm thần phân liệt. À, đúng rồi. À, tội nghiệp lắm quý vị, hiền lắm. Đó, mọi người thấy không? Đó, cái chân nên phải bị xích lại vậy nè. À. Đó, xích xích bự chà, ôi trời ơi, còn thêm cái xích bự chà bá luôn á. Vậy quý vị ạ, thương lắm. Biết biết vì sao xích luôn á. À, có hôm có chìa khóa đó mà không lấy mở. Không lấy mở để mà đi. À, anh Hải vì sao mà anh phải bị xích vậy vậy? Đi phá đừng lên mà la, Đi phá. Phá chứ có quýnh người ta không? không có Không có hả? À, phá gì vậy? hái dừa rồi vậy. Hái dừa hả? À, hái dừa hái mít người ta vậy hả? Hồi xưa thì người ta nuôi ban quậy tới nó, nuôi ban quậy tơi bời tới À. nó, đồ nuôi ban kinh ôm gì đây cái đóng luôn, lu hủ đồ ghế đắng rồi kinh để thôi, Vậy mà cô đem trả, cô có đem trả. hả? Ừ, mẹ không biết nó bệnh rồi cô đem trả thằng lấy người ta Yeah. không biết nhiêu đó rồi. Rồi bây giờ thả ra thì có vậy nữa không? Hả? Không đi phá nữa. Không đi phá nữa ha. Giờ giờ thả ra ha. Ok. Giờ chịu mở ra không? Để mở ra nè. Bà nói tết để mở. À. Bà nói Tết mới mở. Sao mà Tết luôn mà không mở bây giờ? Giờ mở cho được. Vì sao vậy? Má mới nói mở cho được. À. Nhưng mà theo anh Hải thì mở được chưa? Bà mở sao mở được, bà chỉ phá mở. Bây giờ quăng chìa khóa đây cho anh tự mở anh đi được không? Đi được, đi vòng vòng nhà được. Ừ. Chứ ngồi mở phá lại bán không chịu mở là tôi mở được, bị ba phá mà Ừ. Vậy anh nói làm sao để cho má mở ra cho anh nè. em mở ra không, hứa là không có đi phá tán đồ đạc ai trơn, đồ đạc người nào bố gì hồi sinh chứ không có phá. Đó. Mở ra được chừng 10 bữa có nói nghe lời lắm con, chừng 10 bữa lên là biết mở mấy lần Mà mới nó chặt bậy được má con. ơi, con phá rồi má nói rồi, con phá rồi. Con mở rồi con đi hái bên vừa chú mượn tự bên vừa mà con hái cái con phá đồ đạc ai đâu, cái đó con kèm máy ăn mà chú mượn không biết mà tự bày phá hôm nay 4 năm con có phá gì của ai đâu, mấy Mà con phá hỏi ai đâu Dũng ơi, kêu phá 4 năm ngồi chỗ sao đi phá là được, giờ con không đi ngồi phá chỗ nổi sao đi nữa, được. giờ con không đi phá nổi nữa, đồ đạc người nào cũng muốn ăn xin chứ con không phá tán đồ đạc ai nữa, con hứa là con phải giữ mà con không giữ bà nói từ quá con báo phát nữa chứ bộ con đi phá bộ mấy ông bà không nói con ăn. Còn nó chứa nước à, mỗi lần tắm chứa nước dài dài vậy đó. Nhà. Đây là những cái này là sao đây? Chơi. Trời ơi. Nó là chưa đó. Ăn cái hộp cơm nó cũng cho dục. Ờ cái hộp cơm có dục. Trời ơi, nước nước làm gì đây anh Hải? Để chứa vậy đó con, 15 ngày thúi cô đổ đổ rồi cái chứa ta đợi. Trời ơi, cái vỏ trứng này cũng 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 để cho nước rồi. Trời ơi, để dành cho ai đây? Được có khi nào lấy nước này uống không? Hả? Cái chạy dưới vậy Để vậy cho vui ha. à. Để vậy là cho để về muối ở. Mà Đổ đi. con dẹp thì đổ ra Dẹp dưới đi. cây chứ có gì ta đổ, nó nghe là Dũng đổ mà cái đó Bây đi giờ mà bây đâu giờ có đổ mà chỉ hoài mới mốt con dọn cho dọn không? dọn chứ sao không dọn, hôm mới có đổ dọn hoài đó chứ má nói tùm lum tùm la hoài mới mốt đưa theo con dọn đổ cho. Không mà dọn thì dọn luôn đừng để vậy nữa. Mới mốt con dọn giờ không có theo không có đồ mà dọn mới mốt con dọn đổ cho. Chứ 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 mà cứ để vậy là muỗi vô nó đẻ đó, là ở ra đó lăn quăng rồi đâu có tốt đâu. Mốt dọn đổ ta gom lại. Thôi giờ Dũng làm luôn cho. Thấy chưa? Hay là có cái gì cách tiền bạc gì đóng không? Không có gì tên nước không à. Nước không rồi thì làm luôn có gì Thì đâu. đổ rồi đó, Ừ? đổ ra tưới cây đó rồi gom bác cái Nhưng đó mà lại. không có gom chi? Mấy cái đó Gom rác không à. lại dẹp. Chứ nói gì đâu. Đâu Đúng đó, không? vậy vô coi đâu đâu có hộp gom nào đâu, trong đây đâu. Hả? Hộp cơm con dọn tao mà không có hộp cơm Gì tao đó? á. Trời ơi. Trời ơi, trời đất ơi. Trời ơi, đông nha. Làm gì vậy này? Chứ vậy á, Hả? đổ mà dục chứ đâu có gì đâu.
kéo này qua coi. Cái phòng này nó đựng nước hết luôn. Trời ơi, mấy cái giò sữa ông uống. Ông uống xong rồi ông gì nè. Trời ơi, bao mì tôm cũng đựng nước hả? Hình như anh sinh năm 77 là mình gì ta? Mình kiếm à. Sao mà khoái nước dữ vậy? Trời ơi, ông khoái nước chưa? Trữ nước quá trời này. Thà như anh vậy nè. Anh bỏ vài con cá bảy màu vô nó nuôi cho nó nhìn cho nó vui cũng được nữa. Chứ đừng có để như vậy là muỗi nó vô nó đẻ đó. Muỗi nó đẻ nó lăng quăng ra là tự nhiên là bệnh sốt xuất huyết là từ đó đó. Nè có thùng này dọn cho anh Hà Dũng. Rồi. Rồi, bây giờ đó, đúng rồi. Đó. Mới là tự mới la mới nói quá không xong dọn được thì ừ, đúng rồi. Ừ. Chứ có gì đâu mà nói hoài tại con chứa ba chút xong mà múc mì xong tắm vô bà cũng biết vậy. Ừ, đúng rồi, hay quá. Tùm lum la con dọn đó gom đợi mấy thứ cây mà cãi má chứ mới nói la mới nói còn xong từ từ con dọn chứ mới nói la nói. Đâu có la đâu, đâu có la đâu, không la đâu. Đó, cái giò trứng đó nữa. Rồi lấy cái bịch chút nữa dẹp mấy cái này đi hết đi cho Dũng nha. Rồi Dũng còn hỏi tới lui hỏi thăm rồi còn động viên rồi còn tặng quà nữa. Sữa vừa đủ uống hết chưa? Còn mấy hộp trong bộ à? Còn ha. Còn cô? Còn nó bốn bịch vậy đó. Vậy hả? Giờ uống sữa nữa không để Dũng kêu chị Điệp chở vô tiếp. Sữa gì uống sữa gì? Sữa như vậy hả? Ừ. Sữa như vậy chịu không? Chịu không sữa đó hay là sao hay là đưa tiền thôi cho tiền mua đồ ăn đi khổ à, dạ khôn dữ người ta à vậy hả dạ khôn dữ múc định để nó nha con gom để chứ tại tượng mẹ con không gom để vậy bà cho bà làm sao để con không gom chứ không gom để dọn đúng rồi em mà lần sau mà à quên em mà xuống mà lần sau mà thấy anh còn dày nữa là thực sự là em buồn luôn á bà nói là không tới hỏi thăm luôn á ôi nhóc luôn quá trời luôn ui trời ơi dài từ đằng này đến kia luôn á tắm ba bút mày xong nó rồi con chứa vậy chứ đâu có gì đâu không bút vô nữa đây nè dài từ đằng này đến đằng kia tắm con đâu có để gì con để mà xong bút vô đó rồi mới chứa vậy chứ đâu con chứa vậy chứ đâu có gì đâu rồi để gì là mũi á bên chỗ y tế dự phòng họ thấy như vậy là họ tới họ phạt á tại vì anh nuôi làm cái nuôi mũi tạo sốt xuất huyết mà là dẹp ba chén con à đúng rồi đúng rồi hay quá anh Hải ơi đó vậy đó ủa dùi ai mới cắt tóc cho anh Hải vậy tự hớt luôn xạo quá có kéo hớt trước ngày hớt sao hớt rồi ra ra mà là bóng lỡ vậy nghỉ ngày hớt ngày vậy đó thiệt á hả dạ anh tự hớt hả trời hay vậy trời ơi ông hớt giống như là cái máy hớt luôn á ôi hay quá ta rồi dẹp hết mấy cái đó còn có nhóc dưới này nè ui trời ơi toàn là nước vậy đâu có được vậy đâu có được vâng à, có thể nói rằng là mỗi người có một cái ai cũng bị bệnh nhưng một người có một cái tính cách khác nhau nếu như Kiệt á thì một năm mới tắm có một lần Kiệt thì một năm tắm một lần trước đây á rồi người thì mặc đến 7 cái áo tay thì đeo nhiều dòng sâu chuỗi đó anh Hải thì nhìn có vẻ sạch sẽ hơn ngày nào cũng tắm hay nãy ngày nào cũng tắm ha ngày mới cử ngày tắm cử ha rồi ngày cử nhưng mà sở thích á con nhóc đó. Trên này nữa, trên nữa lấy hết cho em. Rồi dẹp. Đúng rồi. Lấy trên nó đó. Rồi cái ghế này không làm gì cách cái ghế này luôn.
cho nó trống trải rồng rãi ra mới ấy chứ, để làm gì muỗi dữ lắm, muỗi lăng quăng đẻ đó rồi nó sinh ra bệnh không à. Đó em thấy muỗi nó bay vòng vòng ở đó nè. Đó, anh Hải thì Kiệt thì thích sưu tầm là nào nhẫn đồng hồ dòng rồi mặc áo thì mấy lớp. Anh Hải thì ngược lại đó, ở trần vậy nè. Đó, người sạch sẽ ngày nào cũng tắm. Ngoài ra thì là rất là thích là trữ nước. Trữ nước bên này có khi nào khát lấy uống đây? Có không? Nước này nước mày xong vô. Người xong vô ha. À, rồi có khi nào mắc tè quá, tè xong rồi để đó rồi cách trong này không? Có đá vô bô chứ, đá vô bô ha, à vậy hả. Ừ. Đó, hay quá. Ừ. Còn dưới kia nữa. Yeah. Rồi bước xuống, ok. Sao vậy? Qua wow, trời đó, bao nhiêu thứ lấy là hứng nước ở ngoài sông với hứng nước mưa xong rồi trữ lại vậy. Bình thường là sao anh để dưới đó được hay hả, cũng vó vậy hả? À rồi để tôi phùi tôi lấy ra cho. Ừ. Hình như là trong này ống trữ là giống như trữ vàng. Người ta trữ cây nước ống trữ cây vàng nè. À, người ta trữ cây vàng ống trữ cây nước nè. Mấy người kia cũng xuống đi dọn quả gì vậy hả? Rồi chứa nữa. Dọn thì dọn chứ đừng có chứa nữa nghe, nhưng mà lần này là không chứa nữa nghe. Không chứa nữa, rồi lại dẹp. Đầu chú nữa. Đó, đầu chú nữa. Dạ. Cô mà thấy anh Hải anh nói chứ là cô điện cho con nghe không? Nha. Cô mà thấy chứ nữa là điện cho con nha. Mà không mà anh Hải giờ anh ấy rồi, không chứ nữa đâu. Ừ, nghe lời con rồi đó. Trời ơi. Không biết làm khi nào mà xong đây. Chút nữa xong vậy. Trời ơi. Nó xong nè, nó bóp rồi rồi ba đổ với xong gì. Ôi ôi cái nước nè. Ôi nước hình như đẻ ra à, nó trong này toàn là con gì trong cái kén á, kén chút đổ mà. Lăng quăng gì trong nhóc luôn đây nè. Trứng tiết rồi đó. Đây rồi lên nó đỏ quá. Đây rồi tao muốn đổ tặng mày luôn. Thích chứ nước. Giờ là đặt cho anh Hải là Hải nước ha. Người ta trước đây là có nào là Hải bánh rồi Hải tùm lum á. Nhiều Hải lắm. Anh là Hải ngứa. À quên, có thầy Hải ngứa rồi, giờ có anh này là Hải nước nữa. Ồ, một đống nữa quý vị nè. À, chắc là cái sữa này bữa Dũng cho cái gì nữa. Cái sữa Farmy này nè, bữa đó uống giữ hộp là đừng vậy đó ha. Này thì mặt tay tươi rồi da dẻ này nè. Con giá con dễ gì đó. Kệ nó đi. Đây mọi người thấy. Thì chút nữa bỏ hốt chuột đem ra ngoài để mà đốt. Chứ đừng có để vậy nữa, để vậy là ngứa tay rồi, rồi trữ nước vô nữa là thôi. Cho hai cái mùng luôn nha. Cho cái mền nữa, không chịu. Bữa Dũng cho rồi mà. Phải không? Bữa Dũng có cho cái mùng rồi mà phải không? Mùng này dơ nữa.
Dạ, dạ, thấy đi. Thì cô cứ điền con. Mốt cô cứ điền con, dạ. Wow, quá trời dơ luôn rồi. Cái mùng quá trời luôn rồi. Hai cái mệt luôn nè. Hai đứa con nó giặt.